chùa sen vàng, con quy lại Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát Hiếu Diên Tông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời, cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dìu con qua bên mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Tòa sen vàng con quy lại Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát Hiếu Diên Tông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời, cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dìu con qua bên mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn.
suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha ơi cha già dấu yêu. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm mồm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho rách, rách sao cho thừa. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Mang tàu cái mới lấy vào Phật trời hạnh phúc không đổ đẹp các quan đắc lên từ đó các cuộc đáng mẹ hôm nay các con cháu hôm nay làm lại hành trình để cầu siêu trước khi nhận được bóc hồn thân tử à bóc thân minh hà ngũ hà pháp đi à văn khởi chính hồn nhân bảy chưa đúng tuổi 1940 tuổi canh thìn nhân bội nghiệp đặc thời cố gắng à thọ thì 80 tuổi tròn và đạt thế vào cả phật hồn này cùng ngày tháng hai âm lịch năm thì rồi nay đã được khai hành làm lễ cúng nhập quan để ra đình nhà và cho đi hiền là thế cả quý thân hữu các quan cô thờ và trưởng ngã đạo kia thành các quan cháu hành trì để làm lễ cúng ra cầu siêu trước khi nhập quan mong còn tâm nhớ hiền là cổ và khảo pha văn khởi về nơi siêu trinh trải bắc lương hoa à nhất tâm phổ về vạn tâm cầu để cây để vạn kim ngân tiền vàng hoa trái bài đặt lại làm thờ lá tiên tiền tổ nhà khổ công khổ địa cho ngoài phật trời phật 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 thánh và trình tổ công tổ địa kính cáo kính tổ các cụ phật phật đáng về đi cha hôm nay đã đến đáng phụ một tàu thành thế để làm được cũng cầu xin khi nhập được bảo còn thân tử bạn văn khởi về siêu sinh kính độ với cầm la đại bác hôm nay có quan cháu thành anh chị em của thầy họ hàng ở ngoài ba mươi bốn bên một lòng thành kính vâng bảo lê nhà chẳng thân thiên thiên nã và nà lệ cầu siêu trước khi nhận và đẹp cho bao gồm thân thường cục và hoặc phân khởi ngay các tỉnh đang chủ hiện đây là mắc hàm nguyện thị thân cùng các con cô tử trưởng nam nam phạm đi nam phạm hòa ngọc khanh nam phạm hòa ngọc hà nhân nam phạm mạnh lực là hôn ta tử phạm hòa thị là bé chân hòa thị Thank you.
Thank you.
chư sắc mà sắc trên đầu, sắc mà sắc Phật phép màu chú chân chấn thân cấp vị thần có chấp tà ma ngoài đạo không ám ảnh chân thể và nay nhập quan cho bao bồi cũng là phát năm khởi nhập quan an cư khi bao bồi tắt thở vào quay tám đã kém của ngày mùng hai a ngày mùng bảy vừa qua thì hội nghị bài sáng tiếng ngày mặt hội nghị sáng sáng nhập quan tài ma gia đình làm sáng kính để xin thầy các quan hành để xin sang thế hòa hương hương như là phóng hào quang ai sát hà thần cảm về hà quỷ cảm nhân thiên hà thần cảm bát ca duy nàng hề trang đốt đông tây nam bắc hữu trường hồng cương cái trò trong suốt à sang ca tứ tôn ngũ hành nhật nguyệt bát minh thiên hà thần cảm nhân thiên hà sắc đông nay đông tây nam bắc trung thổ bóng hôm nay kim quan này thế là vợ ông nhắn thì dân cùng con trai cô thừa trưởng nam mà phật thanh cùng các con cháu cô con trai để nhập nhập cho chồng cho bố là trên đây phật văn khởi về nơi cực lạc siêu sinh giải thoát u mà người cô đạt ư người cô đạt ư sắc cô sản sinh cấp cấp ở đây thầy sắc cô tứ tôn ngũ hành nhà văn minh thiên tà tạo tạo đáp của thầy cô văn đi khởi về nơi siêu sinh giải thoát sinh an ma cái gì bất an an ma thì họ thụ hưởng tám mươi thời gian ô ma thần hồn nhà thần sắc con hồn khi thì khỏe đi con hồn tắt thở thì khỏe sắc cái thầy hòa tứ tôn ngũ hành nhà văn minh nhân con hồn phạm thì con hồn siêu sinh tịnh độ giải thoát cực nặng siêu sinh tịnh độ giải từ hung thần con hồn thái siêu tịnh độ cực cực nặng xin ma vậy con hồn bây giờ thầy xin ma gọi bài điều cho con hồn đi văn khởi ơi hỡi hương ơi hỡi này hương minh ơi hương minh thật đã bỏ lìa thắt thân rồi để chứng thực điều này hương minh có thể đi đến trước gương hoặc bên bờ hồ xoay trước mình mà sẽ không thấy bóng của thân mình nữa điều này xác thực hương minh đã lìa khỏi thắt thân rồi hỡi này hương minh hồn cụ phạm văn khởi ơi cái xác thân này không phải là của mình, không phải là của chính mình, nó được kết tụ bằng đất nước đó nửa nay đã đến khi kỳ tan hoại, ta phải trả lại nó về với bản xứ. Chúng ta chỉ tạm gá vào cái thân này mấy mươi năm, 80 năm tuổi và phải rời bỏ nó. Hương Minh đừng liên tiếp xác thân này nữa, hãy xem nó như đồ hỏa, như đất, như đồng đại bất tịnh đáng nhầm chán. Hỡi Hương Minh hồn cũng phạm văn khởi ơi, Hương Minh cũng không luyến ái với gia đình và quen thuộc nữa vì sợi dây chuyền ái sẽ làm cho Hương Minh không thể chưa phát đoạn. Tài sản của Hương Minh hãy vui vẻ để lại cho vợ cho con, cho sống trên trần thế tùy ý mặc dùng vì Hương Minh giờ đây cũng không dùng chúng được nữa, mà nếu tiếc nuốt tài sản thì Hương Minh sẽ bị đoạn vào ngoài quỷ ma hoặc súc sinh rất đau khổ. Hương Minh hãy giờ đã một cảnh giới khác rồi, không còn như trước nữa. Hương Minh phải biết như thế. Hôm nay gia đình đã mời thầy đến đây để cầu siêu cho vong hồn cụ Phạm Văn Khởi. Hỡi này Hương Minh ơi, giờ phút này bao nhiêu tâm niệm như hờn giận, oán thù, buồn tủi, muốn tiếc. Hương Minh hãy hoan hỉ, xả bỏ hết, cho nằm thanh thản, tâm thanh thản, Hương Minh mới có thể siêu thoát được. Hỡi này Hương Minh cụ Phạm Văn Khởi ơi, trước mắt Hương Linh bây giờ có thể hiện ra nhiều cảnh tượng khác hoặc đẹp văn lạc với Phật hoặc cái sợ hãi hùng. Hương Linh chớ nên tham thức nay lo lắng vì tất cả đều do tâm và nhận lực của mình. Nay vợ con một lòng tâm chay thì tâm hồn đã được giải thoát. Hương Linh chỉ một lòng nhớ Phật và niệm Phật cao Phật tiếp độ cho Hương được vãng sinh về cõi Phật phương Tây ở nơi cực lạc thanh tịnh và không có người xấu ác, không bị khổ đời khóc nóng rất bệnh tật già nua mà chết chóc. Quan Phật vĩnh viễn an lạc, không có tất cả các sự khổ. Đây là cơ hội tốt nhất. Có những con người còn đời hôm nay, ông hồn đã sống dần này cả đời cũng dần này. Hôm nay xin hồn về và có tạo sự không thành tội.
ơn cha như Thái Sơn cao bao tầng, ngoài tuy cương quyết mà lòng thương mến. Ơn cha như đuốc cao soi trên đường, đuốc soi tâm hồn dắt con tìm hướng. Ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn, tình cha tha thiết lòng cha âu yếm. Ơn cha như mái hiên che nắng trường, gió mưa xa gần nắng mưa không sơn. Nào những khi còn buồn người đến bên vô vẻ, bàn tay xóa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng yêu thương vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường. Nào những khi còn buồn người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường. Bây giờ các cháu cũng giữ bản cha tất thiết ra đi. Hát đời khi đã kể từ ngày hôm nay thì thân sức cách biển đôi nơi. Chìm các bài đạn để sao cho thấy cả bảy nước phong tỏ được tóc hơi. Từ ngày hôm nay trời đập bằng bằng phát bỏ vẽ mắt. Chùi đẹp đầy rơi từ mãi phương xa. Cha ơi, không từ ngày hôm nay khi từng phải chưa. Và để rồi vườn cây còn bằng bằng cả chưa tìm cha rồi. Còn tất nhiên sớm tối sớm mai. Thì rồi cha ơi gọi đâu nữa các con các cháu quay quần tâm tôi. Cha ơi đúng là sập nước mắt thì không bao giờ hướng thả. Thì rồi dọn bầu vui năm tháng chẳng hề phai. Vậy thì cha tiếp đẹp hút rồi vẫn không lời. Trong lặng lẽ âm thầm như chiếc là. Cha ơi tình của cha dành cho chúng con cùng các cháu bao la như biển cả. Trước lúc này hôm nay cha đi xa còn vương vấn lòng. Cha ơi tặng chồng năm qua cha thất vọng với chúng con không được trở thành cùng giữa các cháu. Vậy mà không cha cũng lắm, không mẹ cũng nhiều. Cha ơi hôm nay ngày hôm nay cha bỏ chúng con cha đi đâu mà chắc trở về đến đất Phật quy tiên. Ngày mai khi cha đi chúng con về thì có rất rõ còn chúng con cứ vẫn trong mơ. Còn đâu nữa thấy cha ngồi chờ, còn đâu nữa thấy cha ngồi trên giường chạy tóc. Vâng, khi đây chúng ta trình bày hai mắt bà con của hai hàng đầu là chúng ta hạ mâm và phái phái bê mâm tăng phái hai phái trước bàn thờ anh linh của cha để ban tổ chức và hội đồng dân tộc sẽ cử hành trọng thể nghi thức phát phóng tang. Phái hai phái mời các bác đặt xuống.
Vâng, xin anh cho rằng kính mời thân nhân gia đình tác quyến chúng ta trở về chốn gia chung cùng với hoạt động xã tộc để chúng ta châm giúp gia đình cùng ban tổ chức của gia đình và đồng quán nhang và để cử hành trọng thể nghi thức phát phẩm văn tang. Kính thưa ban tổ chức tang, kính thưa hương hồn cụ phạm văn khởi kính biến, sẽ đầy thì toàn xã tộc họ phạm cũng như các con các cháu cùng gia tộc họ đồi họ hoài trở về với đông đảo thành kính để rồi những giọt nước mắt lã chả lăn trên đôi bàn rơi xuống sân tang kính giọt buồn. Tập đoàn đối buồn nhất thế thì tình đi biệt mà nước mắt tuôn trào khăn chẳng tuôn. Kính thưa vong hồn cổ kinh bệnh, các con cùng sạc tộc đôi ngoài mà trở về giữ sinh sạc về để rồi các con tham khảo rằng cha hiền ơi, hỡi ơi sinh tử phù đồ, cha ơi cha đi xa vạn ảnh thở còn đây. Tất cả công cha công mẹ vất vả đêm ngày, khó nhọc cùng nao cha mẹ thầy, sẽ bảo chúng con điều hơn đẻ thiện. Cha ơi, tạm quyền chấp kinh lấy cha mẹ dày đi đến tạc già, chúng con đâu dặn. Nhưng thương ơi, ngờ trong ngày hôm nay thì một phút chia điểm, mà để rồi ruột lòng cuối dưới vỏ tơ, đối điểm tâm sự bây giờ. Hỏi trời cao thì cô nam công đức anh biết bao công trình. Cha ơi, cha hiện ơi nay cha đã ra đi một hình một bóng, để ngày mai thôi chịu vắng dường không. Ngày mai thôi thì các con cùng các cháu ngọc trông, cha thì không thấy trong lòng xót xa. Về trước bàn thờ anh của cha đây, để chúng con trai gái dâu rể cùng các cháu anh chị em đồng ngoại xa gần trở về để chúng con xin quỳ nhận khăn tang. Trước khi phần phát của tang của hội đồng xã tộc, xin anh chào kính mời một vị đại diện cho xã tộc đến xin thắp đầu tuần lễ đầu tiên. Trước là kính cáo với tổ tiên, sau là cụ phạm văn khởi đã khuất, xin chào kính mời và đại hữu cử nhà tang. Thưa các cụ, các bà cùng hai bên gia đình nội ngoại, như vậy lễ khâm liệm và lễ rước tang để tang ông Phạm Văn Khởi đến bây giờ đã chu viên hoàn tất. Bây giờ sang phần phát lễ phát tang, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Phạm Văn Lý, trưởng dòng họ Phạm, lên làm lễ phát tang. Và lễ phát tang của ông Phạm Văn Khởi bắt đầu. Trước tiên xin mời bà thân là bà quả phụ của ông Phạm Văn Khởi lên nhận khăn. Xin mời gia đình anh Khanh là con trưởng lên nhận khăn. Anh Nhân lên nhận khăn. Xin mời gia đình anh Lực lên nhận khăn. Mời gia đình chị Hương lên nhận khăn. Đã mời đại diện gia đình bà Tạnh lên nhận khăn. Xin mời đại diện gia đình ông Diễm lên nhận khăn. Xin giới thiệu và mời đại diện gia đình Bắc Cá, chị Út, chị Kít, chị Thích lên nhận khăn. Tiếp theo xin mời đại diện gia đình Bác Khái lên nhận khăn.
mời gia đình bác Khải lên nhận văn. Tiếp theo xin mời ra đại diện gia đình bác Khải lên nhận văn. Tiếp tục chương trình xin mời đại diện gia đình chị Khuyết lên nhận văn. Xin mời đại diện gia đình chị Sang lên nhận văn. Mời đại diện gia đình ông Tẹo, ông Tính, bà Hòa lên nhận văn. Xin mời đại diện gia đình Hữu Quý lên nhận văn. Xin mời gia đình anh Tè, anh Mạnh lên nhận văn. Xin mời gia đình Bắc Đại lên nhận văn. Xin kính mời đại diện gia đình ông Thức lên nhận văn. Xin trân trọng kính mời đại diện gia đình bà Ngoại lên nhận văn. Mời đại diện gia đình anh Khanh, anh Miên lên nhận văn. Xin giới thiệu và kính mời gia đình anh Giang, nhà bà Phượng lên nhận văn. Tiếp theo xin mời gia đình anh Vị ở Tuyên Quang lên nhận văn. Xin mời gia đình chị Thích ở Tiên Thanh lên nhận văn. Đại diện gia đình ông Hòa lên nhận văn. Xin kính mời đại diện gia đình bà Nhát lên nhận văn. Xin kính mời gia đình bà Quỳnh lên nhận văn. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện gia đình bà Xã lên nhận văn. Tiếp tục xin kính mời đại diện gia đình bà Hải lên nhận văn. Xin kính mời đại diện gia đình bà Dít lên nhận văn. Tiếp tục xin giới thiệu và kính mời đại diện gia đình ông Huân lên nhận văn. Đại diện gia đình bác Vui lên nhận văn. Xin kính mời đại diện gia đình Đông Chiến lên nhận văn. Xin giới thiệu và kính mời đại diện gia đình Đông Triều lên nhận văn. Giới thiệu và kính mời đại diện gia đình Dũng Chư lên nhận văn. Xin kính mời đại diện gia đình Bắc Nơ, Lan, ông Như lên nhận văn. Đại diện gia đình ông Mau, ông Quang, ông Sóc, ông Trống lên nhận văn.
xin giới thiệu và kính mời đại diện gia đình ông Bấm, ông Bấm đến nhận khăn. Đại diện gia đình Bắc Xu đến nhận khăn. Và kính mời đại diện gia đình Bắc Trung đến nhận khăn. Xin giới thiệu và kính mời đại diện gia đình ông Hiền đến nhận khăn. Xin giới thiệu và kính mời gia đình Bắc Lý đến nhận khăn. Xin chào và kính mời đại diện gia đình Bắc Quy, Bắc Quang, Bắc Rừng, Bắc Sợi, Bắc Muộn đến nhận khăn. Xin chào kính mời gia đình Trung Tiêu, Hùng Bộ, mời đại diện đến nhận khăn. Xin chân trọng giới thiệu và kính mời đại diện gia đình Trung Việt, ông Cư nên nhận khăn. Xin trân trọng giới thiệu đại diện gia đình ông Bộ Lụa nên nhận khăn. Xin giới thiệu và kính mời đại diện gia đình ông Bạc nên nhận khăn. Xin giới thiệu và kính mời đại diện gia đình ông Mười nên nhận khăn. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện gia đình ông Thâm nên nhận khăn. Xin giới thiệu và kính mời đại diện gia đình bà Hiên lên nhận khăn. Xin giới thiệu và kính mời gia đình ông Màu ở Vĩnh Bảo lên nhận khăn. Xin giới thiệu và kính mời gia đình ông Thú ở Tiên Minh lên nhận khăn. Xin giới thiệu và kính mời đại diện gia đình Bắc Duyệt lên nhận khăn. Xin kính mời đại diện gia đình Bắc Dân lên nhận khăn. Tiếp theo xin kính mời đại diện gia đình bà Tý lên nhận khăn. Đại diện gia đình bà Mẹ lên nhận khăn. Xin kính mời đại diện gia đình Bắc Ứng ở Ngọc Đồng lên nhận khăn. Kính thưa các cụ, các bà và đại diện hai bên gia đình và gia đình tăng chủ, lễ phát tang cho ông Phạm Văn Khởi đến đây cơ bản du viên hoàn tất. Trong việc lập danh sách khó khăn tang thì chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Có những gia đình có thể chưa có tên, có những gia đình có thể chúng tôi chưa gửi tận tay. Thay mặt gia đình cũng như dòng họ nội tộc, ngoại tộc, xin nhận khuyết điểm này đối với những người còn thiếu sót, và cũng xin mong rằng sự thông cảm đó đối với nội tộc sẽ gặp anh Lý để chúng tôi tiếp tục gửi khăn tang. Về ngoại tộc sẽ gặp ông Hòa để chúng tôi cùng con cháu trong gia đình gửi khăn tang. Còn những người mà chúng tôi đã mời lên đây nhưng chưa có mặt vì công việc, vì lý do nào đó, chúng tôi sẽ có trách nhiệm gửi đến tận tay. Vậy một lần nữa mong được sự thông cảm và chia sẻ của những người còn thiếu sót. Như vậy lễ phát tang đến đây đã cơ bản hoàn tất, giao lại cho ban tổ chức lễ tang. Đại biểu đại diện cho dân tộc Hoàng Đội Phạm Văn cho về bàn thờ trên đất bị quả phù trèo thay với bỏng hoa tươi, giữa các tầng hương kính cổ sẻ chia mất mắt đau thương cùng gia đình tác quyến trân trọng kính mời đoàn. Phần đề chính của đoàn đại diện cho đảng ủy hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã Khởi Nghĩa chuẩn bị. Trọng kính mời bởi vì đại diện cho trường tộc nên xin thắp tận hương cho trọng kính mời và đại thiếu cử nhạc vang. Để bày tỏ niềm tiếc thương hàng hạng, đại diện đoàn dành cho cụ Phúc Tưởng Niệm. Phúc Tưởng Niệm bắt đầu. Đến bí cũng đã xong, trân trọng kính bài đoàn. Trở này, bà Thảo Mỹ Đức để xác định tiếp đón bày tỏ lời tri ân và ba bà.
bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, đề nghị đoàn dành cho đồng chí Phạm Văn Khởi phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Đồng chí đoàn Bắc Hà, chủ tịch hội cựu chiến binh trưởng đoàn lên dinh tóc tận hương kính viếng. Kính thưa vong linh đồng chí Phạm Văn Khởi, kính thưa các vị đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các ban ngành đoàn thể xã Bình Nghĩa. Kính thưa quý vị đại biểu đại diện cho cán bộ nhân dân làng văn hóa thôn Ninh Duy. Kính thưa quý vị đại biểu cùng gia đình trang hiếu, ban chấp hành hội cựu chiến binh nhận được tin đồng chí Phạm Văn Khởi sinh năm 1940, sinh trú quán tại thôn Ninh Duy, xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Đồng chí tham gia cách mạng từ năm 59 đến năm 1985, hiện nay là hội viên hội cựu chiến binh Việt Nam. Đồng chí đang sinh hoạt tại chi bộ, chi hội cựu chiến binh thôn 1 Ninh Duy, hội cựu chiến binh xã Khởi Nghĩa. Sau một thời gian lâm bệnh, đồng chí đã được gia đình, con cháu, người thân, họ hàng tận tình chăm sóc, cải chữa thuốc thang. Xong vì tuổi cao, sức yếu, bệnh trọng, đồng chí không có quả và đã từ trần hồi 19:55 ngày 12 tháng 3 năm 2019, tức ngày 7 tháng 2 năm Kỷ Hợi. Đồng chí hưởng thọ 80 tuổi. Thay mặt cho trên 330 hội viên cựu chiến binh trong toàn xã, chúng tôi vô cùng thương tiếc đồng chí, đồng đội, người hội viên kính mến. Chúng tôi được chia sẻ tri ân những đau thương mất mát lớn lao này cùng gia đình, dòng họ và người thân đồng chí. Đồng chí Phạm Văn Khởi kính mến, trong thời gian hơn 29 năm tham gia sinh hoạt xây dựng phong trào hội cựu chiến binh, đồng chí luôn là người cán bộ hội viên tiêu biểu, gương mẫu, đã không ngừng phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia đóng góp các hoạt động phong trào của hội cũng như địa phương. Giờ đây đồng chí không còn nữa, song tác phong, đạo đức, tính cần cù đồng chí luôn để cán bộ hội viên chúng tôi mãi noi gương. Đồng chí Phạm Văn Khởi kính mến, trong giờ phút mất mát lớn lao này không biết nói gì hơn, chỉ có vòng hoa tươi, nhén hương thơm, tấm lòng nhân nghĩa, tình đồng chí, đồng đội, cầu chúc cho đồng chí thanh thản ra đi về cõi vĩnh hằng, an giấc ngủ ngàn thu. Để tổ lòng thương nhất đồng chí Phạm Văn Khởi, toàn thể thành viên trong đoàn dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Niềm kết thúc hòa hạng đại kỳ đoàn dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm cùng bắt đầu. Để thật
trân trọng kính mời ông Vương Quang Hà, trưởng đoàn viên Tây Bắc Tần Hương Bình Biển xin trân trọng kính mời. Để bày tỏ được trước Vương Quang Hà, xin kính chào. Và xin đây trọng kính bày đoàn dành cho cô Phú Tường Điều bắt đầu. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi xin một cụ lên thắp nén hương tri ân A Di Đà Phật. Chính quyền địa phương, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng gia đình tang hiếu, đồng hội Phật tử chùa làng Ninh Duy nhận được tin cụ Phạm Văn Khởi hưởng thọ 80 tuổi 250 về cõi vĩnh hằng. Đồng hội Phật tử chùa làng Ninh Duy, chúng tôi vân tập về tại gia chung có lén tâm hương cảm niệm cùng tang quyến và có đôi lời bạch với vong linh cụ. Xin cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho chân linh cụ tán viên tịch được về Tây Phương Cực Lạc, hợp thời gia quyến được vạn sự cát tường và thành tâm cầu nguyện hương linh cụ được tán viên tịch Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn vong linh A Di Đà Phật. Và tôi xin tất cả đồng hội Phật tử chùa làng một phút mặc niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đánh nhạc thơm bình biệt người quá cố. Ta cũng thơm một nén cũng thơm. Vành các tác thì cũng đang phẩm để trên tàu, mà đề xuân này hôm nay tỉnh chi tươi hạ để sầu xót hương. Ta đã phẩm đề huyết thương.
Ta ta, đến chất không tính biệt người. Bài tài luật thuyết thông qua hàn đề nghị làm dành cho người đồng đội phút tưởng niệm bắt đầu. Đoàn đại diện trung ban liên lạc hội đồng đội thông tin liên lạc thành phố Hải Phòng, đồng chí Lê Xuân Trung và Nguyễn Ngọc Thuần đại diện cho đoàn vào đặt vòng hoa sân khấu tận hương kính viếng, xin trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại diện cho chính quyền địa phương, kính thưa các cụ, các ông, các bà, quý khách gần xa, bà con, làng trên xóm dưới, kính thưa gia đình tăng hiếu, đồng chí Phạm Văn Khởi, thành viên của hội đồng đội bộ đội thông tin khu vực Hải Phòng, với 81 tuổi đời, 26 năm tuổi quân, 58 năm tuổi đảng. Trong thời gian vừa qua, đồng chí đã mắc bệnh hiểm nghèo, đã được vợ con, anh em, bạn bè, bà con, đồng đội đến thăm hỏi, động viên. Song do tuổi cao, căn bệnh hiểm nghèo, đồng chí đã không qua khỏi. Đồng chí đã chút hơi thở cuối cùng, đi theo tiên tổ vào hồi 20 giờ ngày 12 tháng 3 năm 2019. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với gia đình họ tộc. Từ nay vợ mất chồng, con mất cha, cháu mất ông, đồng chí đồng đội từ nay mất đi người đồng đội, người anh đáng kính. Sau khi được đảng quân đội cho nghỉ hưu về địa phương, đồng chí tham gia công tác và tham gia vào hội bộ đội thông tin khu vực Hải Phòng. Ở lĩnh vực hoạt động nào, đồng chí cũng nhiệt tình, tích cực, được cấp trên và đồng đội quý mến. Đồng chí Phạm Văn Khởi ơi hỡi, hồn phách đi đâu để hình hài còn đó. Giờ này khăn trắng đầy sân, vợ con đồng chí nước mắt nưng tròng, khiến chúng tôi cũng ngập ngùi rơi lệ. Cầu vương mẫu chưa trao, bút chữ tử trên nam tàu đã định. Đồng chí đã thanh thản ra đi, ba nén nhang, một vòng hoa, chúng tôi đâu nói hết thành lời. Mong hương hồn đồng chí, quân linh thiêng, phù hộ cho vợ con anh em, đồng đội mạnh khỏe. Chúc hương hồn của đồng chí, nơi suối vàng, an giấc, ngàn thu. Để tiễn biệt một hội viên mãi mãi đi xa, đề nghị hội dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu.
Cha yêu ơi, mình còn trong mơ. Giờ này ngồi đây, lòng thương nhớ cha đã rời xa. Kỷ niệm thơ ngây, ngày xưa quá êm đềm. Ngọt ngào trong tim, năm tháng khó quên. Đến phút cuối cầm tay cha yêu, mong bao con phải thương yêu nhau. Lời người con xin nguyện luôn khắc sâu dù cuộc đời. Cha yêu ơi, con nhớ không quên ngày đó, khi con thơ khôn lớn bên cha từng ngày. Giờ còn đâu nữa ngọt ngào thơ ấu, cuộc đời ai biết đâu ngày mai. Con không quên năm tháng bao la tình cha, giang đôi tay ôm ấm con thơ vào lòng. Vượt là anh xa dọn đường con bước, cha ơi mãi không quên tình cha. Đà vắng bóng cha, nhớ mãi ra người cha yêu xưa. Cha yêu ơi, mình còn trong mưa. Giờ này ngồi đây, lòng thương nhớ cha đã rời xa. Kỷ niệm thơ ngây, ngày xưa quá êm đềm. Gọi ngào trong tim, năm tháng khó quên. Đến phút cuối cầm tay cha yêu, mong bao con phải thương yêu nhau. Lời người con xin nguyện luôn khắc sâu suốt cuộc đời. Cha yêu ơi, con nhớ không quên ngày đó, con thơ khôn lớn bên cha từng ngày. Giờ còn đâu nữa ngọt ngào thơ ấu, cuộc đời ai biết đâu ngày mai. Con không quên năm tháng bao la tình cha,
anh xa. Dọn đường con bước, cha ơi mãi không quên tình cha. Vẫn bảo tôi ấy xa xôi, mà xa xôi thì cách trở có biết bao nhiêu tình. Chính quyền địa phương, thưa gia đình nhà Hiếu, được tin cụ Lâm trọng bệnh, mặc dù gia đình đã tận tình cứu chữa nhưng mà do tuổi cao bệnh trọng cũng không qua khỏi. Chiều nay thì đoàn công ty Quy Đại Sung cũng đến chia buồn, thắp nén hương dâng lên cụ, mong anh linh cụ sớm siêu thoát
Một phút mặc niệm bắt đầu. Gia đình thank you.
thì cái đạo cây mình cách tắt thì có cách không thể chết đầu. Rồi lại mất.
cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào ơi sáng sầu, đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ cát bụi là ta mai này trông vai. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi xin người nhớ cho. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi xin người nhớ cho. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát xong cho chồng kính mời đoàn. Tờ bài tròn hiện tiếp theo bài hát đề nghị đoàn dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thank you.
nghĩa tình xóm ngõ với nhau. Thank you.
những lời nói từ trái tim mà con ấp ủ với lâu. Càng lớn lên, con càng hiểu rằng công ơn, tình thương cha mẹ dành cho con sâu đậm bao nhiêu. Những tháng ngày gian nan cực khổ, mẹ cha nuôi con khôn lớn, con luôn ghi nhớ mãi suốt đời. Con vì con lạy mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ con đường được mang. Năm dài tháng rộng gian nan nuôi đàn con khôn lớn nên người, ân tình sâu đậm mẹ cha thương con vô bờ vô bờ. Công cha như núi cao vời, nghĩa mẹ như nước biển khơi dạt dào. Con ốm đau mẹ thương con thức trắng đêm thâu. Nay con về đây bao năm ngược xuôi, con ba thăm lại mẹ cha, đêm ngày mong chờ tin. Ơn cha nghĩa mẹ con đời được là bao. Bây giờ con đã về đây, nhưng mẹ cha nơi chinh suối chân mây, ơn sâu nghĩa nặng là đây, con luôn ghi nhớ trong lòng. Đạo con sâu trọn đời. Sâu trong đời.